Ngày 29 tháng 10 năm 2018, một chiếc Boeing 737 Max 8 của Lion Air đang chuẩn bị thực hiện một chuyến bay sớm trong ngày. Chuyến bay được khai thác bởi Lion Air mang số hiệu JT610, có hành trình từ sân bay quốc tế Soekarno Hatta đến sân bay Depatia, miền bang Campinang, Indonesia. Độ dài đường bay là 442 km, sẽ mất khoảng 45 phút bay. Vào đêm hôm trước, sau khi hoàn thành chuyến bay cuối ngày, các phi công có cảm giác máy bay có vấn đề về kỹ thuật. Các kỹ sư sau đó cũng đã sửa chữa một cách khẩn trương để khắc phục vấn đề, chuẩn bị cho chuyến bay hôm nay. Cơ trưởng của chuyến bay là ông Bavi Sunecha, 31 tuổi, có quốc tịch Ấn Độ. Ông có kinh nghiệm 6.028 giờ bay, với 5.176 giờ trong số đó là trên B737. Ông đã gắn bó với Lion Air được 7 năm. Cơ phó là ông Havetino, có quốc tịch Nga. Ông có kinh nghiệm 5.174 giờ bay, với 4.286 giờ trong số đó là trên B737. Có tất cả 189 người trên máy bay, bao gồm 181 hành khách và 8 thành viên phi hành đoàn. Trên chuyến bay còn có nhiều lãnh đạo cấp cao của Indonesia. Máy bay Boeing 737 Max 8 mang số đăng bạ VKLQB, được thuê từ tập đoàn đầu tư Minsen. Nó được giao cho Lion Air vào ngày 13 tháng 8 năm 2018, chỉ mới tích lũy được khoảng 800 giờ bay trong 2 tháng. Positive rain. Gear up. Máy bay rung lắc mạnh, hành khách lúc này không thể giữ được bình tĩnh và bắt đầu hỗn loạn trong cabin. Flight heading to
Hai phi công cố gắng đẩy cần lái về phía sau để mũi máy bay hướng lên. Nhưng lúc này, FAAS đã chứng thấy máy bay và bắt đầu cho máy bay hạ độ cao sâu. Bay 610 kết thúc hành trình của mình tại vùng biển Java, ở độ sâu 30m, cướp đi sinh mạng của toàn bộ 189 người trên chuyến bay. Ngày 28 tháng 11, các nhà điều tra của Indonesia cho biết máy bay 737 Max của Lion Air không đủ điều kiện an toàn để thực hiện chuyến bay trước khi gặp nạn. JT610 trở thành vụ tai nạn đầu tiên liên quan đến dòng Boeing 737 Max. Các hộp đèn cho thấy lỗi phần mềm FAAS hoạt động một cách không kiểm soát là nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn, khiến phi công không thể giành lại quyền kiểm soát máy bay. Positive brain. You're up.